Dạ vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo sơ mi, bao gồm áo sơ mi ngắn tay và sơ mi dài tay. Đồng giá các sản phẩm sẽ là 180k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý anh chị mua từ hai sản phẩm trở lên giá chỉ còn là 150k trên một sản phẩm áo sơ mi. Toàn bộ các sản phẩm sẽ được free ship trên toàn quốc. Các bác ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một sản phẩm áo sơ mi ngắn tay. Em này là một con áo tông tối màu với họa tiết kẻ caro. Các bác có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm này. Riêng với các cái dòng áo sơ mi thì nhà sành Lucy cực kỳ tự tin khi mà giới thiệu đến quý chị, vì toàn bộ các sản phẩm đều là những con áo rất là xịn sò và rất là chất lượng. Em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu SD Bauer, tem mác đầy đủ chính hãng nên là các bác cứ hoàn toàn yên tâm lựa chọn. Cái sản phẩm này của mình sẽ có mã là S207, chiều dài là 76 này, ngang là 56 và vai thì sẽ là 48 cm. Size XL cho quý chị có cân nặng xung quanh từ 70 đến 75 kg là các bác có thể lựa chọn em này. Chất vải cực kỳ dày dặn luôn nên là quý chị cứ yên tâm mặc lên đúng chuẩn chỉnh phong dáng cho mình. Thời tiết này mà các bác lựa một con áo sơ mi ngắn tay mặc đi chơi đi làm là rất là thích rồi. Mã sản phẩm là S207 và độ mới của sản phẩm rất là cao này, em này hàng mới về luôn. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo sơ mi ngắn tay. Em này là một sản phẩm áo có họa tiết, em này họa tiết rất là đẹp. Các bác có thể là coi gần một chút để chúng ta thấy được cái thiết kế chi tiết của sản phẩm. Mã sản phẩm là S208, chiều dài là 63, ngang là 55 và vai thì sẽ là 49 cm. Size của sản phẩm là size XL. Đó các bác, chúng ta xung quanh khoảng là 70 đến 75 kg là có thể lựa chọn em này. Sản phẩm này của mình thì chất vải rất là thoáng mát này, các bác có thể là coi cận chất luôn. Em này nó sẽ là chất liệu cốt tông, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Tuy là hơi nhiều các cái chi tiết ở bên trên sản phẩm nhưng mà cái tông màu thì nó lại là cái tông màu trung tính, nó là cái tông màu nâu đậm nên sẽ rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Em này mặc thì cực kỳ là trẻ trung luôn. Mã thì sẽ là S208 này và cũng là một sản phẩm áo sơ mi còn rất là mới. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi có họa tiết. Bác nào mà thích những sản phẩm áo sơ mi họa tiết, những cái sản phẩm trông nó nổi bật trẻ trung hơn một chút thì ngày hôm nay nhà sành Lucy có rất là nhiều các sản phẩm đó để giới thiệu đến quý chị. Như sản phẩm này của mình thì sẽ có mã là S209, chiều dài là 69, ngang là 59 và vai là 59 cm luôn. Em này thì sẽ là size L này, các bác thử mặc size L hoặc là mình có cân nặng từ 65 đến 70 kg là yên tâm vừa vặn với cái sản phẩm này. Thiết kế form suông rộng rãi thoải mái và chất liệu của mình cũng là chất liệu cốt tông, để các bác có thể là coi gần một chút để chúng ta thấy được các cái thiết kế chi tiết của sản phẩm. Riêng về các cái mặt hình ảnh chi tiết của em này thì rất là đẹp luôn, cực kỳ xịn sò. Mã sản phẩm sẽ là S209 này, và đặc biệt ngày hôm nay sành Lucy sale toàn bộ các sản phẩm áo sơ mi chỉ còn là 180k trên một sản phẩm bất kỳ, và các bác mua từ hai sản phẩm trở đi thì một sản phẩm áo sơ mi này chỉ có giá là 150.000 thôi, lại còn được free ship trên toàn quốc nên là các bác nhanh tay chúng ta lựa chọn. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một con áo sơ mi của nhà Men Stenograph. Em này thì sẽ có mã là S210, chiều dài là 68 và sau là 72, ngang là 58 và vai thì là 46 cm, cũng là một sản phẩm áo với size XL cho quý chị có cân nặng từ 70 đến 75 kg thì có thể lựa cho em này. Tông màu của mình nó sẽ là tông màu đen là tông màu chủ đạo, và bên trên các cái chi tiết của nó sẽ là tông màu cam và tông màu vàng. Đây là một con áo phối màu rất là đẹp luôn và cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta sử dụng, mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm, đặc biệt là quý chị chúng ta mặc đi du lịch nữa thì rất là ok rồi. Mã sẽ là S210 này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một sản phẩm áo sơ mi ngắn tay của thương hiệu First Down. Sản phẩm này của mình thì sẽ là một thiết kế áo sơ mi họa tiết kẻ. Mã sản phẩm là S211, chiều dài là 78, ngang là 50 và vai thì sẽ là 40. Em này size L, các bác từ 65 đến 70 kg là có thể lựa chọn em này rồi. Những cái sản phẩm áo sơ mi kẻ thì cũng là những con áo rất là dễ mặc, dễ dùng. Các bác lựa mặc đi chơi đi làm, mặc hàng ngày đều rất là ok. Cái chất liệu của em này thì nó cũng là chất vải cốt tông này. Mã sản phẩm sẽ là S211. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo có họa tiết. Em này phần cổ áo thì nó sẽ là thiết kế cái kiểu cổ vét nên là cái sản phẩm này của mình mặc lên nó cực kỳ trẻ trung nhưng mà lại rất là lịch sự nhã nhặn này. Mã sản phẩm thì sẽ là S212, chiều dài là 67 và sau là 68, ngang là 52 và vai là 50 cm.
cũng là size L luôn. Đó các bác mà chúng ta mặc size L là chúng ta lựa được rất là nhiều các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì các bác xung quanh 65 đến 70kg là mặc vừa vặn thoải mái luôn. Tông màu chủ đạo thì nó sẽ là tông màu đen. Và lại gần một chút đi để cho các bác có thể là coi kỹ hơn các cái chi tiết thiết kế của sản phẩm. Nó là thiết kế kiểu mấy cái hình con động vật. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là S212, một sản phẩm áo sơ mi với chất liệu cốt tông. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Bác nào yêu thích những cái sản phẩm trông nó đơn giản, trông nó basic thì có thể là lựa ngay em này. Em này thì sẽ là một con áo sơ mi ngắn tay với tông màu xanh nước biển và cũng là một con áo họa tiết kẻ caro này. Mã sản phẩm là S213, chiều dài là 73, ngang là 59 và vai là 56cm. Em này có size XL cho quý chị có cân nặng từ 70 đến 75kg có thể lựa cho em này. Sản phẩm này thì nó thiết kế rất là cơ bản basic rồi, cũng không có quá nhiều điều để chúng ta cần phải giới thiệu về hôm nay. Cái sản phẩm của mình thì nó chỉ có một cái túi vuông nhỏ ở trước ngực áo thôi. Form thì là form suông rộng rãi, chất vải cốt tông. Mã sản phẩm là S213 và độ mới thì rất là cao. Toàn bộ cái thông tin về mã sản phẩm này cũng như là thông số của áo thì nhà sản xuất Doji đã ghi lại ở phía bên tay trái màn hình. Nên là quý chị chúng ta cũng rất thuận tiện trong cái việc là theo dõi lại cái thông số của sản phẩm. Từ đây thì các bác có thể là lựa ra những cái sản phẩm áo mà nó vừa vặn nhất với cái số đo của cơ thể. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này là một con áo sơ mi trơn với tông màu hồng nhạt và mã của sản phẩm sẽ là S214, chiều dài là 71 và sau là 72, ngang là 56 và vai thì sẽ là 48cm. Size L cho các bác có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa cho em này. Cái chất liệu của em này nó sẽ là chất vải cốt tông dày dặn, nên là các bác yên tâm mặc em này lên form dáng cực kỳ chuẩn chỉnh cho mình luôn. Còn riêng về cái tông màu này thì quý anh chị chúng ta không lo lắng, vì là cái sản phẩm này của mình nó phù hợp với tất cả mọi người. Cái tông màu này cũng không hề kém người dùng một tí nào, rất là dễ mặc, dễ dùng. Và đặc biệt là với những cái sản phẩm suông trơn đơn giản như này thì các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Mình có thể là mặc từ quần jean, quần kaki đến các cái sản phẩm quần âu, quần vải, nó đều rất là hợp. Đó, cái sản phẩm này thì các bác mặc đi chơi đi làm rất là hợp lý rồi, mã S214. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo này, một con áo sơ mi ngắn tay với tông màu nâu đậm. Em này thì sẽ thiết kế hai cái túi vuông tương đối là rộng rãi ở hai bên ngực áo. Các bác có thể là đựng một chút đồ đạc ở đây. Mã sản phẩm thì sẽ là S215, chiều dài là 64 và sau là 67, ngang là 62 và vai thì sẽ là 55cm. Em này có size LO. Những cái size O thì nó sẽ có cái form chiều dài nó rộng hơn một chút so với cái form á này. Với sản phẩm này thì các bác xung quanh khoảng từ 65 đến 70kg thì có thể là vừa vặn với em này rồi. Quý anh chị coi trên live đã thấy là cái sản phẩm của mình độ mới rất là cao. Nên là bác nào yêu thích cái tông màu nâu cũng như là yêu thích cái sản phẩm thiết kế nó hơi đơn giản một chút thì có thể là lựa ngay cái sản phẩm này. Đây là một thiết kế của thương hiệu Rack Machine. Chúng ta có tem mác đầy đủ chính hãng ở bên trên cổ áo, về quý anh chị có thể là check lại thoải mái luôn. Nhà sản xuất Doji cũng cam kết với mình toàn bộ các sản phẩm đều là hàng chính hãng hết này. Em này thì sẽ có mã là S215. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo sơ mi ngắn tay họa tiết kẻ. Tông màu của sản phẩm nó rất là nhã nhặn lịch sự. Mã sản phẩm sẽ là S216, chiều dài là 69 và sau là 72, ngang là 57 và vai thì sẽ là 47cm. Sản phẩm của mình thì sẽ có size L. Bác nào thường mặc size L hoặc là quý chị có cân nặng nằm trong khoảng từ 65 đến 70kg là có thể vừa vặn với em này. Sản phẩm này của mình thì sẽ là một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Simple Life. Các bác có thể là coi qua một chút toàn bộ form dáng của sản phẩm này. Em này thì cũng là một con áo thiết kế form suông rộng rãi thôi. Mã sẽ là S216. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi họa tiết kẻ. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút thì chúng ta lựa ngay cái em này, thiết kế đỏ phối với đen. Mã sản phẩm là S217, chiều dài là 68, ngang là 53 và vai thì sẽ là 44cm. Size MO cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg là các bác có thể vừa vặn với em này. Một con áo thiết kế rất là cơ bản basic thôi. Những cái sản phẩm áo sơ mi kẻ thì nó là những cái sản phẩm rất là đơn giản rồi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta lựa chọn này. Tem mác thì đầy đủ rõ ràng. Em này thì sẽ là một sản phẩm được gia công và sản xuất tại Bangladesh. Mã sản phẩm của mình sẽ là S217 và chất liệu của sản phẩm này 100% sẽ là chất vải cốt tông này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì cái tông màu nó sẽ đơn giản hơn một chút, nó sẽ là cái tông màu kem thôi. Một thiết kế của thương hiệu VIP Playboy. Bên trong này nó sẽ là thiết kế cái kiểu vải lưới lót ở bên trong nữa, nên là cái độ dày dặn của em này nó rất là cao. Với sản phẩm này thì quý chị mặc trong cái thời tiết mùa thu đông sắp tới thì nó cũng rất là hợp lý luôn. Em này thì sẽ có mã là S218, chiều dài là 66 và sau là 67, ngang
ngang là 54 và vai thì sẽ là 45 cm. Size L cho quý chị từ 65 đến 70 kg có thể lựa cho em này. Quý chị có thể là coi một chút cái phần cúc áo này. Ó, cúc áo thiết kế rất là tinh tế tỉ mỉ luôn. À, những cái sản phẩm hàng xịn sò thì các bác biết rồi đấy, rất là xịn sò luôn, tất cả các cái chi tiết của nó họ làm rất cẩn thận. Và đặc biệt là cái phần cúc này nó sẽ là cúc bấm ạ, nên là các bác chúng ta sử dụng rất là thuận tiện. Em này là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu VIP Playboy với mã sản phẩm là S218. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo họa tiết kẻ ngang với tông màu xanh than. Quý chị nào mà chúng ta yêu thích những cái tông màu nó không quá nổi bật này, những cái thiết kế tông màu trung tính thôi, thì cái tông màu xanh than nó cũng là một trong những cái tông màu được quý chị lựa chọn rất là nhiều. Em này thì sẽ có mã là S219, chiều dài là 69 và sau là 71, ngang là 56 và vai là 49 cm. Size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70 kg có thể vừa vặn với em này. Sản phẩm này ở ngoài rất là đẹp luôn, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Độ mới thì cao mà chất liệu thì lại dày dặn, rất là hợp lý để cho quý chị chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Và cái tông màu này thì lại là một cái tông màu rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ nữa. Em này thì sẽ có mã là S219 này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, cũng là một con áo tông tối mọc. Em này thì sẽ là một sản phẩm áo họa tiết kẻ sọc và sản phẩm này thì sẽ là thiết kế cổ tàu này. Bác nào thích mặc cái phong dáng áo nó trẻ trung một chút thì có thể là lựa ngay em này một sản phẩm áo sơ mi cổ tàu có mã là S220, chiều dài là 70, ngang là 52 và vai thì sẽ là 43 cm. Size M cho quý chị có cân nặng khoảng từ 60 đến 65 kg, các bác có thể lựa cho em này. Quý chị có thể là coi cận chất cận màu này, em áo sơ mi này rất là đẹp luôn, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Với sản phẩm này quý chị mặc đi chơi đi làm, thứ nhất là nó basic đơn giản nhưng mà mặc lên thì rất là sang trọng lịch sự cho mình. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là F220. Mọi thông số quý chị có thể là coi lại phía bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con áo rất tông màu nó rất là nổi bật. Em này thì các bác mặc đi du lịch là cực kỳ hợp lý luôn. Mã sản phẩm là S221, chiều dài là 69, ngang là 47 và vai là 43. Size M cho các bác xung quanh khoảng 60 đến 65 kg có thể lựa cho em này. Cái form dáng của sản phẩm này thì nó sẽ hơi ôm một chút, nên là quý chị nào mà muốn mặc cái form gọn gàng lịch sự thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất hợp lý này. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một em áo sơ mi kẻ với tông màu tím. Em này thì sẽ có mã là S222, chiều dài là 74, ngang là 56 và vai là 48. Size áo của mình sẽ là size XL. Các bác từ 70 đến 75 kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Thiết kế form suông rộng rãi thoải mái và cái tông màu tím này cũng là cái tông màu rất là hay để cho các bác chúng ta lựa chọn mặc những cái tông màu hơi nó đổi mới, nó độc lạ một chút thì mình cũng không lo là bị đụng hàng. Đó, em này thì chất liệu thì nó sẽ là chất vải cốt tông. Tem mác thì đầy đủ chính hãng, mã sản phẩm là S222. Thiết kế cho mình là có hai cái túi vuông ở hai bên, độ mới thì rất là cao nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Toàn bộ các sản phẩm áo sơ mi ngày hôm nay đều là những cái sản phẩm hàng vừa mới về nên là cái độ mới còn rất là cao, các bác tranh thủ chúng ta đặt hàng. Đặc biệt là trong thời điểm hiện tại nhà sành đồ xin đang sale các mặt hàng với giá rất là với cái giá sale rất là sâu rồi. Em này thì sẽ có mã là S222 này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi kẻ luôn. Tông màu của em này thì cũng rất là trẻ trung nhã nhặn này. Mã sản phẩm là S223, chiều dài là 75, ngang là 56 và vai là 50. Sản phẩm này của mình sẽ là size L, các bác xung quanh từ 65 đến 70 kg thì có thể lựa cho em này. Form suông rộng rãi, chất vải cốt tông thấm hút mồ hôi rất là tốt luôn, nên là các bác cứ yên tâm, em này mặc rất là nhẹ này. Các bác lựa em này mặc đi chơi đi làm thì cũng rất là ok. Cái tông màu này thì cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm của mình sẽ là S223. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo với cái tông màu rất là nổi bật, nó sẽ là cái tông màu đỏ tươi và là một sản phẩm áo sơ mi có họa tiết. Các bác có thể là tự mình chúng ta quan sát gần một chút để mình thấy rõ được cận chất cận màu cũng như là các cái họa tiết chi tiết bên trên sản phẩm. Mã sản phẩm của mình sẽ là S224, chiều dài là 73, ngang là 56 và vai là 50. Size của sản phẩm là size XL. Em này thiết kế rất là nét luôn. Đây, các bác có thể là coi cái hàm cúc này cho đến cái phần cổ áo này, thiết kế rất là xịn sò và cái phần cổ áo này nó sẽ là kiểu cổ vét nên là các bác mặc em này nó cực kỳ là lịch sự, đặc biệt là độ mới rất là cao. Riêng về chất liệu thì các bác cứ yên tâm là mình nhận hàng về mình rất là ưng ý em này. Chất vải thì dày dặn này, giặt rũ thoải mái luôn, không bao giờ lo chất liệu của mình bị bay bị nhão hay là cái bề mặt này nó bị xù. Có một con áo rất là chất lượng trong buổi live ngày hôm nay. Có điều là bác nào phải yêu thích cái tông màu nổi bật một chút thì chúng ta mới lên lựa cái sản phẩm này. Mã sản phẩm của mình sẽ là S224 này. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là
Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái sản phẩm áo sơ mi dài tay. Em này thì sẽ là một con áo, cũng là một con áo sơ mi họa tiết. Tông màu chủ đạo thì nó sẽ là sáng đen và trắng thôi. Mã sản phẩm là S225, chiều dài là 73 và sau là 75, ngang là 61 và vai là 50. Sản phẩm này của mình thì size khá là lớn, nó sẽ là size 2XL. Nên là các bác chúng ta có cân nặng khoảng là từ 75 đến 80kg thì là có thể vừa vặn với em này. Và quý chị thấy cái form áo của nó này rất là rộng rãi. Chất liệu thì nó sẽ là chất vải mát, các bác chúng ta mặc không bao giờ là lo bị nhăn, hoặc là mình cứ giặt giũ thoải mái đi, cái chất liệu này nó rất là mềm luôn. Để cho các bác chúng ta coi cận chất cận màu một lần nữa này. Có một cái sản phẩm với cái chất liệu rất là đẹp, mã sản phẩm là S225 và độ mới của em này rất là cao. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Xi. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo sơ mi họa tiết rất là hay này. Để các bác có thể là coi gần một chút, em này quý chị chúng ta phải coi ở bên ngoài cơ, em này rất là đẹp. Bên ngoài live sản phẩm này của mình đẹp hơn rất là nhiều. Một thiết kế của nhà Wingsport với mã sản phẩm là S226, chiều dài là 68 và sau là 69, ngang là 56 và vai là 48cm. Sản phẩm này thì sẽ là size M, quý chị xung quanh khoảng là 60 đến 65kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Tông màu của nó sẽ là cái tông tối màu, nhưng mà cái thiết kế họa tiết của nó này trông rất là xịn sò, em này mặc cực kỳ sang trọng cho quý anh chị luôn. Để các bác có thể là coi kỹ một chút cái sản phẩm này. Em này thì là một sản phẩm phải nói là như là một cái sản phẩm hàng mới vậy. Mã sản phẩm của mình thì sẽ là S226, ngực áo thì có thêm một cái túi vuông cho quý anh chị chúng ta sử dụng. Các bác có thể là coi lại một lần nữa này toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này. Phải nói em này rất là đẹp luôn, nên hy vọng các bác không bỏ lỡ cái sản phẩm này của mình, mã S226. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây thì sẽ là một con áo nó đơn giản hơn, với thiết kế tông màu xanh than và họa tiết chấm bi. Một sản phẩm đến từ thương hiệu Global Work. Mã sản phẩm của mình là S227, chiều dài là 63 và sau là 65, ngang là 51 và vai là 44. Sản phẩm này thì cũng là size M, cho các bác chúng ta có cân nặng từ khoảng 60 đến 65kg có thể lựa chọn em này. Và cái phần tay áo của em này thì có vẻ nó là cái phần tay lỡ, nên là các bác chúng ta để ý một chút này. Bác nào muốn mặc cái form tay lỡ, mặc cho nó thoáng mát một chút thì có thể lựa chọn em này của nhà Global Work, mã S227, độ mới thì cũng rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo của thương hiệu Uniqlo. Cái nhà Uniqlo này thì nhà sành Đồ Xi giới thiệu rất là nhiều đến quý anh chị rồi. Đây là một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng của Nhật Bản, và chuyên về các cái sản phẩm nó thiết kế rất là basic, nhưng mà cái độ bền của sản phẩm lại rất là cao và cái tính năng ứng dụng thì cũng cực kỳ cao luôn. Em này thì sẽ có mã là S228, chiều dài là 68 và sau là 70, ngang là 46 và vai là 41cm. Size S cho quý chị có cân nặng từ 55 đến 60kg thì các bác có thể vừa vặn với em này. Chất liệu của mình thì cũng lại là cái chất vải cô tông thôi. Đó, và với cái chất liệu này thì các bác mặc rất là mát này, và thứ hai nữa là thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt cho mình. Em này tông màu xanh than nên là rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ, mã S228. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo sơ mi trắng. Sản phẩm này của mình thì cũng đến từ nhà Uniqlo. Đó, tem mác đầy đủ chính hãng nên là các bác cứ yên tâm. Nhà sành Đồ Xi cam kết với mình toàn bộ các sản phẩm đều là hàng chính hãng hết này. Sản phẩm này thì thiết kế suông trơn đơn giản, với mã sản phẩm là S229, chiều dài là 74,5, ngang là 52 và vai thì sẽ là 45cm. Sản phẩm này thì các bác xung quanh khoảng là 65 đến 70kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Phải nói là riêng các cái sản phẩm áo dài tay sơ mi trắng thì bác nào cũng nên có cho mình một chiếc. Tại vì là những cái sản phẩm này nó rất là thông dụng, mình đi đâu mình cũng có thể là sử dụng được. Đó, đặc biệt là một sản phẩm của nhà Uniqlo nữa thì nó lại là một con áo rất là chất lượng. Và mã sản phẩm thì sẽ là S229. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo tông màu xanh than, họa tiết chấm bi. Tuy nhiên cái phần chấm của nó khá là nhỏ. Mã sản phẩm sẽ là S230, chiều dài là 64 và sau là 67, ngang là 47,5 và vai thì sẽ là 42cm. Sản phẩm này thì tầm là size M, cho các bác chúng ta xung quanh khoảng 60 đến 65kg có thể là lựa chọn em này. Cái thiết kế của em này tuy đơn giản thôi nhưng mà mặc lên nó lại rất là lịch sự và cũng rất là sang trọng, để cho các bác có thể là sử dụng mình mặc đi chơi đi làm. Tông màu xanh than này thì các bác phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn, và đặc biệt là độ mới cũng rất là cao, nên là bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với sành Đồ Xi. Em này phần tay áo nó cũng là thiết kế kiểu tay lỡ thôi này, mã sản phẩm là S230. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo,
một con áo sơ mi dài tay với tông màu nâu đậm, bên trên nó có vài một vài cái họa tiết để các bác có thể là tự mình chúng ta quan sát cận chất cận màu sản phẩm. Chất liệu của mình thì cũng là chất cốt tông, em này là một sản phẩm của nhà Uniqlo, mã sản phẩm là S231, chiều dài là 73 và sau là 75, ngang là 54 và vai thì sẽ là 47 cm. Sản phẩm này của mình có size L cho quý chị là xung quanh khoảng 65 đến 70 kg thì có thể lựa chọn em này. Form xuông này cũng khá là rộng rãi thoải mái. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo rất là chất lượng. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu S&M, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Mã sản phẩm là S232, chiều dài là 67, ngang là 51 và vai là 44 cm. Size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70 kg thì có thể lựa chọn em này. Thiết kế của mình nó sẽ là họa tiết kẻ caro với hai tông màu đen trắng. Đây là một trong những cái thiết kế nó rất là cơ bản rồi. Nói chung là nó cũng mang cái tính quốc dân rồi, ai cũng có thể sử dụng được và mình còn có thể sử dụng trong rất là nhiều các cái trường hợp khác nhau. Mã sản phẩm thì sẽ là S232. Bác nào yêu thích sản phẩm này của nhà S&M thì nhanh tay là chốt đơn với Sạch Đồng Duy. Em này độ mới rất là cao nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo này, một con áo chất rất là dày. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo với tông màu của mình sẽ là xanh lá phối với cả xanh than. Mã sản phẩm là S233, chiều dài là 73, ngang là 52 và vai thì sẽ là 45,5, size L cho quý chị xung quanh khoảng là 65 đến 70 kg, có thể lựa chọn em này. Sản phẩm này của mình thì các bác sử dụng trong cái mùa thu đông sắp tới là cũng rất ok luôn. Cái chất vải của nó rất là dày dặn này và cái độ thấm hút mồ hôi thì rất là tốt để quý chị còn có thể là sử dụng trong thời điểm hiện tại. Em này thì các bác mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Mã S233, một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo rất là cơ bản với họa tiết kẻ caro và tông màu của mình sẽ là tông màu chủ đạo, nó sẽ là tông màu xanh than. Mã sản phẩm thì sẽ là S234. Em này thì sẽ có chiều dài là 76 và sau là 79, ngang là 58,5 và vai thì sẽ là 48 cm. Với sản phẩm này thì các bác xung quanh khoảng 70 đến 75 kg là mặc vừa vặn thoải mái luôn. Với thiết kế form suông rộng rãi này, quý chị chúng ta vòng bụng hơi lớn một chút, chúng ta bong chen thoải mái em này. Chất liệu thì là chất cốt tông dày dặn, phải nói em này chất rất là đẹp. Các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn, đây là một thiết kế của thương hiệu Stexo. Đó, các bác chúng ta coi thì tem mác bao giờ họ cũng gắn được trên cổ áo, rất là thuận tiện để cho mình có thể là nhìn thấy này. Và mã sản phẩm thì sẽ là S234, độ mới rất là cao và là một con áo cực kỳ là basic cơ bản để các bác có thể dễ dàng chúng ta sử dụng, mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này là một con áo với tông màu nâu, mã sản phẩm là S235, chiều dài là 72, ngang là 56 và vai là 49 cm, size L cho quý chị xung quanh từ 65 đến 70 kg có thể lựa chọn em này. Cũng là một cái sản phẩm rất là trẻ trung năng động để các bác lựa mặc đi chơi đi làm. Với cái chất liệu của em này nó sẽ là chất vải không nhăn, chất liệu này cực kỳ bền luôn nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Mã sản phẩm của mình sẽ là S235. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo sơ mi cổ tao, một thiết kế áo sơ mi đen trơn, nói chung là cũng không có quá nhiều cái họa tiết hay là hình ảnh gì. Mã sản phẩm thì sẽ là S236, chiều dài là 68 và sau là 71, ngang là 56 và vai là 48 cm, size L các bác xung quanh từ 65 đến 70 kg là có thể lựa chọn em này. Cũng là một thiết kế với form suông rộng rãi này, chất liệu của mình sẽ là chất cốt tông và mình sẽ có thêm một cái túi vuông nhỏ ở đây nữa thôi. Ngoài ra thì cái sản phẩm của mình nó cũng không có cái họa tiết gì ở bên trên nên là em này là một em rất là truyền thống. Các bác chúng ta yêu thích cái tông màu đen thì có thể lựa chọn em này, một sản phẩm áo sơ mi cổ tàu đến từ nhà Uniqlo, mã là S236. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo cực kỳ xịn sò luôn. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Wrangler với mã sản phẩm là S237, chiều dài là 63, ngang là 51 và vai là 44 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size M cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65 kg, các bác có thể lựa chọn em này. Tông màu rất là tươi tắn trẻ trung này. Và sản phẩm tiếp theo mà nhà Sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo sơ mi dài tay đến từ thương hiệu SD Power, một thương hiệu được ra đời vào năm 1920. Em này thì sẽ là cái họa tiết kẻ sọc và tông màu của mình nó sẽ là xanh than phối với cả vàng này. Chất liệu của mình ở đây thì người ta đã cho sẵn rồi, 100% là chất liệu cốt tông. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là S238, chiều dài là 79, ngang là 56 và vai sẽ là 48,5. Size áo của em này thì các bác xung quanh khoảng là 70 đến 75 kg
có thể là mỏng vừa. Có những cái sản phẩm áo chất cotton thì rất là đẹp rồi, nên là các bác cứ thế chúng ta lựa chọn thôi. Em này lại là một sản phẩm chính hãng của nhà Estee Lauder nữa, nên là các bác cứ yên tâm lựa, yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Mã sản phẩm của mình sẽ là S238 này. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một quần áo với tông màu vàng nâu. Đây lại gần một chút để quý anh chị có thể là coi được cận chất cận màu của sản phẩm. Em này thì rất là dày dặn. Mã sản phẩm là S239, chiều dài là 72, ngang là 55 và vai thì là 48 cm. Size L cho quý anh chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg, có thể lựa chọn em này. Một thiết kế của thương hiệu Aramid này, có tem mác đầy đủ chính hãng, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Ai cũng nên có cho mình một vài con áo sơ mi dài tay trong tủ đồ. Đây là những cái sản phẩm gọi là rất là cần thiết này, mình đi đâu cũng có thể là sử dụng được. Nó vừa mang một cái phong cách trẻ trung này, vừa là những cái sản phẩm rất là lịch sự nhã nhặn. Sản phẩm này của mình lại là một con áo chất rất là dày dặn, nên là các bác yên tâm sử dụng, cái độ bền của nó rất là cao. Mã sản phẩm là S239 này, một sản phẩm áo sơ mi rất là mới luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một con áo sơ mi trắng với họa tiết kẻ sọc, mã S240, chiều dài sẽ là 74 và sau là 77, ngang là 55 và vai thì sẽ là 46 cm. Sản phẩm của mình có size XL, các bác xung quanh khoảng là 70-75 kg là có thể lựa chọn em này rồi. Những cái sản phẩm áo sơ mi trắng thì cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều, vì đây nó là những cái sản phẩm cực kỳ là cơ bản basic. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ là thiết kế vạt áo đuôi tôm, mã sản phẩm là S240, chất liệu của em này thì sẽ là 100% chất liệu cotton. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế áo sơ mi dài tay của thương hiệu Weathercook. Em này thì sẽ là tông màu ghi với họa tiết kẻ sọc. Để các bác coi cận chất này, chất rất là đẹp, cực kỳ dày dặn luôn. Mã S241, chiều dài sản phẩm là 64 và sau là 67, ngang là 53 và vai thì sẽ là 43 cm. Size của này thì sẽ là size L, các bác bình thường vẫn mặc size L, hoặc là mình có cân nặng nằm trong khoảng từ 65 đến 70 kg thì có thể lựa cho em này. Để cho các bác chúng ta coi cái phần cúc áo này, bên trên cũng in luôn tên của thương hiệu Weathercook ở bên trên. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về cái độ uy tín của sản phẩm. Nhà sành đồ di cam kết các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết này. Em này thì sẽ có mã là S241, độ mới rất là cao. Bác nào yêu thích tông màu ghi và đặc biệt là yêu thích các sản phẩm của nhà Weathercook thì nhanh tay là lựa chọn cái sản phẩm này cho mình. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày nay, cũng là một thiết kế áo với tông màu ghi luôn. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Fluson. Cho các bác chúng ta coi gần một chút này, nó sẽ là thiết kế họa tiết kẻ sọc. Mã sản phẩm sẽ là S242, chiều dài là 73, ngang là 55 và vai thì sẽ là 46 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size L, cho quý anh chị xung quanh khoảng là 65 đến 70 kg có thể lựa chọn em này. Các sản phẩm áo sơ mi này quý anh chị chúng ta nhận hàng ở ngoài, các bác sẽ thấy là cái sản phẩm đẹp hơn trên line rất là nhiều luôn. Có những cái thiết kế này từ màu sắc đến form dáng cũng như là chất liệu, nói chung là cũng không chê được vào đâu. Em này thì sẽ có mã là S242 cho các bác chúng ta lựa chọn này. Form dáng áo thì sẽ là thiết kế form suông, rộng rãi, thoải mái. Tông màu ghi này thì các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo của thương hiệu Michiko London. Em này thì sẽ là họa tiết kẻ sọc, với cái tông màu thì nó sẽ là vàng pha với tím này. Mã sản phẩm là S243, chiều dài là 71 và sau là 73, ngang là 51 và vai là 43 cm. Size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70 kg có thể lựa chọn em này. Có các cái sản phẩm áo sơ mi ngày hôm nay rất là đẹp, và đa số thì đều là các cái sản phẩm áo họa tiết kẻ. Đó, nên là các bác chúng ta yêu thích cái họa tiết kẻ thì có thể là lựa chọn được rất là nhiều các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì chất liệu rất là dày dặn luôn, lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình. Mã sản phẩm sẽ là S243, và thông số thì quý chị có thể là coi ở phía bên tay trái của mình. Và tiếp theo này chúng ta sẽ đến với một con áo tông màu xanh. Em này cũng là một sản phẩm áo sơ mi kẻ, mã sản phẩm là S244, chiều dài là 78, ngang là 62 và vai là 51. Size của sản phẩm là size 2XL, các bác từ 75 đến 80 kg thì có thể lựa chọn em này. Chất vải rất là dày dặn, riêng về cái phần chất liệu thì nhà sành cũng không cần phải nói gì nhiều với quý chị luôn. Các cái sản phẩm này chất rất là đẹp, các bác coi trên line đã thấy cái sản phẩm của mình nó rất là đứng form, chuẩn form rồi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về cái mặt là chất lượng sản phẩm. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con áo sơ mi kẻ luôn, ở một thiết kế của nhà Beauty and Yacht, và mã của sản phẩm này sẽ là S245, chiều dài là 73, ngang là 61 và vai là 52. Size của sản phẩm là size XL, bình thường các bác vẫn mắc size XL
kg hoặc là mình có cân nặng từ 70 đến 75 kg thì có thể lựa chọn em này. Phần cúc của sản phẩm nó sẽ là cúc bóng nên là rất thuận tiện để cho các bác chúng ta sử dụng, độ mới rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo của thương hiệu Uniqlo. Em này thì sẽ là tông màu cam phối với xanh, họa tiết kẻ ô vuông. Mã sản phẩm là S246, chiều dài là 66 và sau là 70, ngang là 49 và vai là 42 cm. Sản phẩm này thì sẽ là size M cho quý anh chị có cân nặng từ 60 đến 65 kg có thể lựa chọn em này. Cũng là một con áo rất là trẻ trung năng động để cho các bác chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Em này sẽ có mã là S246 và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự nghĩ. Nhân danh Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như là luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ Nhà Sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhà Sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.